shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman Reforged. Để ủng hộ làm tiếp, các bạn đừng quên bấm lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi tiến hóa hai em, đó chính là ba em chứ, Cosmos nè các bạn ơi, Eplin cũng như là Corvus Ward này nha. Đó, ba em này. Em Cosmos này thì mình mới bắt trong tập trước các bạn ơi. Đó, rất là may mắn luôn. Chắc tập ngày hôm nay mình sẽ cố gắng cho nó lên Sunga Leo nha các bạn. Còn em Corvus Ward này thì tầm cấp 38 nó sẽ tiến hóa nha. Còn cái em Uplin này á, thì nó sẽ tiến hóa theo nhiều cái phương thức đặc biệt đó các bạn ơi. Để mình lên đây mình coi thử cái ông trainer này á, ổng cấp bao nhiêu rồi. Mình sẽ luyện cấp cho ba em này luôn. Ui, đây là trainer cấp 64 các bạn ơi. Sau tiệm mình sẽ luyện cấp luôn nha. Ngon lành. Đỡ phải đi đâu xa các bạn ơi. Đây, ông cảnh sát cấp 64 các bạn ơi. Mình sẽ xài chiêu Flash Cannon này đi. Đó, một phát là ngẫm củ tỏi luôn rồi. Flash Cannon phát nữa các bạn ơi. Đó, luyện cấp từ trainer rất là nhanh luôn đó các bạn. Quá là xịn sò luôn. Để mình coi thử qua đây còn trainer nào nữa không ta. Ơi, bên đây có con dọn phân nè. Em đây các bạn ơi. Đó, dọn phân. Chứ không phải là dolphin đâu nha. Ok, Flash Cannon đó. Ôi, chưa chết luôn, nó trâu vãi. Nó còn cái nội tại một máu nữa. Trời ơi. Mình sẽ xài chiêu Smackdown đi ha. Chết quẹo luôn. Và nó cho mình khá là nhiều da luôn. Nãy giờ thì khá là nhiều Pokemon của mình á lên cấp luôn các bạn ơi, rất là xịn luôn. Để tiến hóa em Applin á thì chúng ta sẽ còn có hai loại táo, đó là Toss Apple cũng như là Sweet Apple nha. Và những cái loại táo đó nó sẽ rớt ra khi mà chúng ta đánh bại Applin đó các bạn ơi. Với tỷ lệ cơ hội là 5% thôi. Ui, rất là thấp luôn đó các bạn. Ôi, bên đây hình như là hết trainer rồi hả? Có một ông thôi bạn ơi. Cái gì mà hiếm phải chữ luôn đó. Ui, có một con Applin nó xuất hiện các bạn ơi. Mình định search thử nó xuất hiện tại vùng nào. Và như nó xuất hiện tại vùng Forest đó các bạn ơi. Để mình coi thời gian nó xuất hiện nha. Applin của chúng ta xuất hiện vào lúc nào đây? Time. Buổi sáng cũng như là lúc hoàng hôn đó các bạn ơi. Khá là xịn sò luôn. Rồi đây có một em Applin đây nè. Đây, Quýnh nó có thử rồi. Nó có rớt ra cho mình mấy trái táo không nha. Flash Cannon mày luôn. Ôi, rớt cho mình trái táo thiệt các bạn ơi. Nhưng mà đây là táo thường của Minecraft thôi. Không có dễ mà gặp những cái táo đặc biệt của nó đâu ha. Tỷ lệ 5% thôi bạn. Cái em Applin này á là Pokemon hệ gì đây? Ui, hệ rồng và hệ cỏ bạn ơi. Cái táo này mà là cái táo hệ rồng hả? Mình cũng không hiểu bạn ơi. Không hiểu nó là con rồng kiểu gì luôn. Ôi, dưới đây có một em boss, đó chính là BQQ luôn. Rất là xịn bạn ơi. Sẵn tiện mình sẽ xử nó thôi. Đây là BQQ boss đó hả? Là mình tưởng cái dạng đặc biệt chứ. Đây mình sẽ xài chiêu Flash Cannon với nó luôn nha. Gãy ngứa thôi. Flash Cannon có vẻ như là không được các bạn ơi. Chắc chúng ta sẽ xài một cái chiêu khác thử coi. Đổi qua Celestia nha các bạn. Rồi mình cầm hai em Pokemon mà hai em đều có hệ thép luôn. Có vẻ như là đánh không có xi nhê rồi. Smackdown thử nha. Không, mình xài chiêu Air Slash. Celestia của mình có chiêu Air Slash mà. Đây các bạn. Chiêu này có vẻ gây được nhiều sát thương hơn cho em PQMQ nè. Tên dài vậy. Rồi, một phát nữa thôi là em nó sẽ ngẫm như bạn ơi. Cho em nó lên đường thôi nè. Ui, và nó cho mình một cái Power Bracer. Cái đó thì mình không có cần đâu. Và một cái Wormhole nó ở trên đầu mình luôn. Đây là Mandibuzz các bạn ơi. Mandibuzz. Ngon vậy. Cấp 63 luôn. Wow, xém hẹo ảm luôn rồi. Hơi trâu xíu bạn ơi. Nhưng mà mấy em này rất là thích hợp để cho mình luyện cấp luôn đó. Ui, để cho mình một cái Resist Feeder. Ôi, một cái lông. Ở đây có một em Metacross Boss rồi bạn ơi. Mình đang xài em Ashes hệ đất luôn đó. Để mà dứt nó luôn. Thử thử chúng ta sẽ được món gì nha. Và mình được những cái Iron Nugget thôi. Và một nguyên đá Z Waterium thôi. Ôi, cũng bình thường phải chữ luôn á. Ở đây có một em Steelix nè bạn ơi. Chắc mình sẽ dùng Ashes để mà xử luôn nha. Ở đây thì mình vẫn đang dùng Ashes hệ đất thôi. Tiếp tục trước mình nó. Ui, một phát em ngẫm củ tỏi luôn rồi. Cho mình xài Chignium nè, cũng như là hai cái thỏi sắt. Khá là ngon luôn. Ui, chỗ này có một em Silicobra nữa bạn. Đây bạn ơi, vẫn là một em boss tiếp tục nè. Ui, em này cấp 105 luôn. Dứt em thôi các bạn ơi. Trước mình nè. Ui, chưa ngẫm rồi.
Tiếp tục, Extreme Speed. Và nó lại cho mình một cái Rare Candy nữa nè bạn ơi. Khá là xịn sò luôn nha. Ôi các bạn ơi, chắc mình sẽ cho em UC này ăn hết kẹo luôn nha bạn ơi. Ui, nó học được chiêu Flail gì nè. Thôi mình sẽ hủy vô này đi. Mình cũng không có còn chiêu đó cho lắm. Rồi bây giờ thì UC của mình đã đạt được cấp 62 rồi. Chứ mình sẽ cất nó vô trong đây đi ha. Lấy Caesar ra, có gì á, có Pokemon xuất hiện mình lại tiếp tục thu phục nha bạn ơi. Ở đây có một con Yamask đặc biệt nữa bạn ơi. Ui nhìn lão quắc à. Ơi, mình sẽ bắt nó luôn nha. Em này thì mình sẽ dùng Big Ball đó bạn ơi. Cấp nó cũng thấp nữa, mình có thể dùng Liver Ball được á. Wow, cấp 14 thôi bạn ơi. Ui, quái chướng hả? Ui, lại theo một em boss nữa bạn ơi. Và này là Vinlaby. Chúng mình sẽ tiếp tục giết nó rồi bạn ơi. Để cho em Pokemon mình nó mau lên cấp thôi. Ui, và xài chiêu hệ đất á, không thành công rồi. Tại vì như em này có mang hệ bay trong người thì phải. Ui, nó cũng mang hệ bóng tối nữa bạn ơi. Ôi, không được rồi. Thế mình sẽ chuyển qua chiêu Hyper Beam vậy. Nó sắp hẹo rồi bạn ơi. Hai viên phép nữa. Ui, và nó cho mình một cái viên Rare Candy nữa nè. Ui, và em Core Whisper của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Để mình coi nó sẽ lên con gì đây. Ui, nó to lên nè. Nó ra con chim khổng lồ luôn bạn ơi. Wow, và này là Corvus Knight. Wow, chúng ta có được chiêu Steel Wing. Đây là đôi cánh thép đó các bạn ơi. Mình sẽ thay chiêu Lear này đi nha. Bao xịn sò luôn. Em này mình có thể cởi được không? Mình không thể cởi được các bạn ơi. Hơi tiếc một xíu. Đây chính là Corvus Knight của mình đây nè. Hình như đây là một con quạ thì phải các bạn ơi. Nhưng mà nó to thiệt sự luôn nha. Xịn sò. Rồi mình sẽ cất nó vào trong đây nha. Chúng ta tiến hóa ẻm xong rồi. Một em rồi nha bạn ơi. Và mình sẽ cho bạn coi em Samad này đi. Cô thử hai con Samad nó có khác nhau nha bạn ơi. Đây các bạn ơi, một em Samad Gala á, một con Samad thường nè. Ui, siêu xịn sò đó bạn ơi. Dạng Gala á, thành trắng đen nè bạn. Wow, rất là đẹp luôn nha. Và mình sẽ cắt tụi nó vô đây nha. Quá đã luôn. Ui, lại là Metagross xuất hiện nữa bạn ơi. Ôi, mày xuất hiện bài luôn á. Nó tính bay đâu nè bạn. Mày bay đâu, bay hoài luôn á. Nó biết mình thấp thích đấu á, sắp đấu là nó bay đi hoài luôn nè. Đây tiếp tục là chức mình nữa nha bạn ơi. Quá nửa cây máu của nó luôn. Rồi một phát nữa thôi là em nó sẽ lên đường nữa bạn ơi. Tiếng mày lên đường nè. Ui có em boss hao đâm ở đây nữa bạn ơi. Nãy giờ toàn gặp boss không à, quá xinh xò luôn. Mình sẽ tiếp tục dùng cái tiêu chiêu chức mình của Aesop nha. Đúng rồi, cảm ơn Aesop hệ đất á, qua cái vùng Mesa này rất là lợi luôn các bạn ơi. Nó đốt mình kìa. Chức mình phát nữa nha bạn. Ui, và nó lại cho mình thêm một cái viên Rare Candy nữa nè. Xịn vái cái chướng à. Khá là nhiều đồ luôn. Ngon lành kênh nào. Ui, và Cosmos của mình nó đang tiến hóa nè bạn ơi. Ui, Quýnh nãy giờ nó mới chịu lên cấp đó bạn ơi. Quýnh nãy giờ nó mới chịu tiến hóa đó. Con này thì cấp 43 thì nó sẽ bắt đầu tiến hóa nha. Và nó đã học được chiêu Cosmic Power nè. Đây chính là Cosmoem nha các bạn. Cosmoem. Đó, siêu xịn sờ luôn. Ui, em này cấp 53 tiến hóa lận. Ơi, hơi lâu nha. Không biết tập ngày hôm nay mình có lên Solgaleo được không nữa. Mình đang có 5 viên kẹo luôn rồi. Có gì tí á, mình sẽ cho em lên cấp hết luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi luyện cho em Cosmoem này tiến hóa lên Solgaleo luôn nha. Tại vì Lunala mình đã có rồi mà. Ui, đây ơi. Cuối cùng thì nó cũng xuất hiện rồi nè. Xịn sò vãi. Salamin Onter. Ui, cái em này nó siêu đẹp lắm các bạn ơi. Nó có mấy cái xâm xét ở trên lưng nè. Và đây chính là Salamin Onter nha. Đầu tiên chắc mình sẽ phải Fall Sweep trước đi ha. Hy vọng nó sẽ không chết các bạn ơi. Ngon lành ngày nào. Thôi như vậy là đủ rồi. Mình sợ nó chết quá. Giờ xài Whip Ball nè bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Con này á thì nó rất là khó để xuất hiện. Tỷ lệ hình như là 0.05 thì phải. Ơi, Ball không thành công rồi. Chắc mình sẽ qua cái quả khác đi. Samurai chẳng hạn. Mình không có dám đánh nó xuống còn một máu bạn ơi. Mình sợ là nó chết luôn quá à. Không biết em này mà tiến hóa Mega lên thì nó sẽ như thế nào ta. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục thử coi. Lần này thì mình sẽ dùng tiếp tục quả gì ta. Repeat Ball mình có đem theo không ta. Đây, Repeat Ball mình có mang các bạn ơi, 44 quả. Quả Repeat Ball này nó dùng để bắt cái em Pokemon mình đã từng bắt rồi đó các bạn. Rất là xịn sò luôn. Đây, Salamin. Ôi, con này thì siêu bự luôn các bạn. Ui, bắt không được rồi. Khó bắt quá ta. Chắc chuyển qua Ultra Ball đi ha.
Lâu rồi cũng bằng không có bắt Pokemon bằng Ultra nữa. Trời ơi, sắm cho nhiều bon chi không biết nữa. Giờ không biết xài quả nào luôn nè. Ui không thành công bạn ơi, bắt khó vãi. Chuyển qua Thunderbolt nha các bạn. Trời ơi, em này siêu đẹp luôn nha. Nhìn cái cánh đó nè. Wow, siêu xịn sò luôn. Celebi Hunter. Mình không biết cái dạng này có từ khi nào nữa, nhưng mà rất là đẹp các bạn ơi. Và mình rất được ẻm rồi nè. Ôi và cái Shiny Glow của mình nó đã bị hỏng rồi bạn ơi. Nó trả cho mình thành cái Colocation rồi đó. Celebi. Wow, một em thường và một em Hunter bạn ơi. Ui, em Hunter này nhìn xịn vãi chưởng hả? Ờ, em thường mình cũng không có đeo viên đá mega cho nó luôn. Wow, nhìn đẹp thiệt sự bạn ơi, nhìn đeo cánh nữa kìa. Để mình coi dưới bụng nó có sấm sét không. À, hình như là không rồi bạn ơi. Mắt nó cũng hơi tím. Wow, và nó có luôn sấm sét ngay chỗ mí mắt nè. Ui, con này xịn vãi. Đây, cánh dưới nó cũng có sấm sét luôn bạn ơi. Đã thiệt sự luôn nha. Đó là hồng uổng công mình tìm mà. À, cái con Sanaconda lại xuất hiện kìa. Đây là cấp 2 của con rắn mà mình bắt ở vùng sa mạc á. Đây đây các bạn ơi, bộ ký hiệu cái coi. Ê, Sandaconda. Wow, cấp 36 luôn. Giờ thì Phone Sweep nó trước đi ha. Rồi mình sẽ tiến hành bắt nó luôn bằng Whipbone coi. Ui, con rắn gì mà thấy có hai cái mũi vậy. Ơi, nó gãi ngứa mình các bạn ơi. Rồi, xong này với tôi rồi. Whipbone đó nha. Sandaconda. Lại thêm một em Pokemon mới nữa của Gen 8 các bạn ơi. Đã thiệt sự. Và yes, chúng ta đã bắt được nó rồi nè. Xịn sò thiệt sự luôn nha. Ui, có con Rockin' Rula Boss nè, không biết nó ở đâu đây. Các bạn ơi, nãy giờ mình đánh rất là nhiều áp linh luôn, nhưng mà mình không có được mấy cái trái táo xịn nào cả. Chúng ta có hai loại táo để mà tiến hóa cho áp linh, đó chính là Wish Apple cũng như là Charge Apple nha bạn. Trời ơi, nhưng mà mình không có gặp. Ôi, bên đây có một con Azumarill nè. Ơ, đâu rồi? Ui, đây các bạn ơi, Azumarill. Ui, đây là dạng thường thôi. Trời ơi, mình đang kiếm cái dạng xịn sò của nó đó bạn ơi. Nhưng mà chưa có gặp. Và nãy giờ mình cũng đã luyện cho em Cosmom lên cấp 51 rồi nè. Còn 2 cấp nữa thôi là nó sẽ tiến hóa các bạn ơi. Mình sẽ cho nó ăn cái XP Candy coi. Ôi ôi, có 100. Mình vừa cho nó ăn một cái XS Candy. Trời ơi, cái Candy cái size SS luôn bạn ơi. Nhưng mà nó không có tiến hóa được rồi. Nó có 100 XP thôi à. À, mình sẽ cho nó lên 2 cấp luôn nha bạn ơi. Đây, đây là vào lúc ban ngày nè. Để cho nó lên Sol Galeo nha bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng em Sol Galeo của mình đâu nào. À, hình như nó là cái thước nhỏ đó bạn à. Ui, đâu rồi? Wow. Ui, nhìn cái thước nhỏ nhưng mà nó vẫn rất là to bạn ơi. Đây, đây chính là Sol Galeo của chúng ta nè. Và để mình coi lại cái thước coi. Đâu rồi? Ờ, em này cái thước luôn các bạn ơi. Nó bị trừ attack nó chứ hơi xui. Đấy các bạn, rất là xịn sò luôn nha. Cái đầu nó cũng khá là na ná Lunala nha. Mình sẽ cùng so sánh cho bạn cùng coi nha. Ép lên này chắc mình để tập sau mình tiến hóa quá. Tập này không có hơn rồi bạn ơi. Ôi các bạn ơi, có em Latios nó đã spawn ngoài kia rồi kìa. Mình không hiểu sao từ khi mình bắt Latios xong á thì nó spawn rất là thường xuyên luôn. À, chắc bây giờ mình sẽ tiến hành cưỡi Sol Galeo đi ra bên này coi thử nha các bạn ơi. Wow, cái em Sol Galeo này á, tuy đi bằng 4 chân nhưng mà nó có thể bay được các bạn, rất là xịn sò luôn. Ui, và đây chính là Latios của chúng ta. Ôi, em này mình đã bắt rồi các bạn ơi. Wow, nhìn nó đẹp phải chữ luôn ha. Lụm nó thôi các bạn. Đó, Latios hả? Mình sẽ xài chiêu Primastic Laser nha bạn. Ui, chưa chết luôn, đau quá vậy. Ơi, nó hồi lại máu kìa. Không sao, không sao, giết nó luôn nè. Ây da, nó hồi lại máu với tôi. Đó, cho mình một cái vảy rồng đó các bạn ơi. Cũng rất là xịn sò luôn nha. Rồi, để bây giờ mình lên trên đây và cùng review cái anh Sol Galeo mà mình vừa mới tiến hóa nha. Có một em PQMQ ở đây nè. Không biết nó là dạng gì đây. Ồ, đây là dạng thường đó bạn ơi, không phải là dạng đặc biệt đâu. À, mình vừa mới đeo hai viên đá Z cho Lunala cũng như là cho Sol Galeo nha các bạn ơi. Là đá Z chuyên dụng của tụi nó đó. Đây chính là Lunala của mình nè. Ồ, cái thước nó là cái thước huge, nên nó rất là to luôn. Bây giờ, sao cái chỗ băng này nó bị lởm chởm quá vậy. Còn đây chính là Sol Galeo cái thước luôn, nên là nó hơi bị nhỏ bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó có một xíu 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 à. Thu thiệt phải chưởng hả? Nhưng mà mình không có ngờ là cái con Sol Galeo này có thể bay được nha các bạn. Wow, đi 4 chân nhưng mà có thể bay được luôn. Có thể vừa chạy vừa bay hả ta? À không, chỉ có thể bay được thôi bạn ơi. Để mình thử nó có chạy được không. Nó không chạy được rồi. Nó chỉ có thể bay thôi bạn ơi. Hơi buồn một xíu. Nhưng mà không sao. Thì cái em Sol Galeo này mình chưa có thể mà kết hợp với Nigroma được. Tại vì mình chưa có cái Sol Galeo. Còn Lunala thì mình đã có cái Lunalizer rồi. Mình có lận hai cái nữa. Đó,
nhìn nè, rất là ngầu luôn nha bạn ơi. Wow, xịn sân ba liên. Bao xịn luôn. Đó, ngon lành ngàn đạo bạn ơi. Mình sẽ đeo lại viên Ultra Necronium cho em Necroma này nha bạn. Đó, khi mà kết hợp á thì nó vẫn còn đeo nha bạn ơi, rất là đã luôn. Rồi thì mình nghĩ là chắc tập của mình tới đây là kết thúc rồi bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Em Eplin á, mình sẽ để sang tập sau mình tiến hóa nha. Tại vì tìm những trái táo của nó khó phải chữ luôn đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video hay đừng quên lại một like, đăng ký kênh, nhấn một cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất của khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Không, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.